dẹp bỏ cảm giác tội lỗi khi từ chối người khác. Từ chối chính là con đường can đảm để dẫn đến hạnh phúc. Thế nhưng, dù từ chối là điều cần thiết phải làm, đâu đó trong ta vẫn có một cảm giác tội lỗi, và để trốn chạy cảm giác tội lỗi đó, người ta thường phải chấp nhận làm những việc mình không thích. Ví dụ trước lời đề nghị cho mượn tiền, bạn thường băn khoăn không biết nếu từ chối người ta có nghĩ mình xấu tính hay không. Mỗi lần nói không, chúng ta thường suy nghĩ và lo sợ đối phương sẽ nghĩ mình là người xấu, người đáng ghét, người lạnh lùng, người xa lạ. Đừng bao giờ để những lo lắng đó ảnh hưởng đến bạn. Phải cố gắng dẹp bỏ hết để tâm trí được bình an. Cho dù kết quả của suy nghĩ biết từ chối những việc mình không thích có khiến bạn bị xem là người xấu đi nữa, bạn vẫn nên ưu tiên cho bản thân mình trước. Nếu chỉ vì cảm giác lo lắng đó mà chấp nhận làm những việc bạn không thấy đúng, không thấy thích, không thấy vui, thì há chẳng phải bạn đã đặt hạnh phúc của mình xuống vị trí thứ hai rồi sao? Vậy, chính bạn hãy tự lựa chọn hạnh phúc hay cảm giác tội lỗi. Thường khi người ta cảm thấy tội lỗi, họ đồng thời cũng sẽ có cảm giác giận dữ. Giận dữ vì thấy đối phương là một gã đáng ghét. Khi yêu cầu mình như vậy, họ sẽ suy nghĩ rằng nếu hắn không năn nỉ mượn tiền thì mình đã khỏi phải đắn đo từ chối, đã không phải cảm thấy tội lỗi cắn rứt như bây giờ. Hắn đúng là người xấu mà. Có những người trong hoàn cảnh này sẽ nổi giận ngay lập tức mà không quan tâm đến lý do mượn tiền của đối phương. Điều này càng không tốt vì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người một cách không đáng có. Vì vậy, khi nói không, hãy cố gắng đốt bỏ những ý nghĩ tội lỗi trong lòng. Có thể bạn sẽ thấy nóng, thấy đau, nhưng đó là điều bắt buộc phải làm. Bảo vệ hạnh phúc của bản thân mới là quan trọng hơn cả. Đó chính là phương châm sống vì chính mình. Thà rằng bỏ một cuộc họp không cần thiết, còn hơn đến tham dự mà trong lòng cứ tấm tức nghĩ thầm, mình đâu có muốn đến đây. Và mãi tưởng tượng đến cảnh mình đã làm một việc yêu thích khác. Kết quả cuối cùng như thế nào bạn đã biết rồi đấy. Buổi họp không hiệu quả và tâm trạng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Nhớ nhé, vì hạnh phúc bản thân mà triệt tiêu các cảm giác tội lỗi khi nói không.